Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong series kinh nghiệm nuôi cá cảnh. Hôm nay có một bạn hỏi mình là có thể nhân giống cái hoa u đàm này để trồng trong hồ thủy sinh được không, bởi vì nhìn nó đẹp quá. Thực chất cái hoa u đàm này nó không phải là thực vật, nó là tinh thể. Các bạn có thể tra Google cách nuôi tinh thể, hoặc là có thể lên Facebook tham gia các nhóm nuôi tinh thể. Thì tinh thể nó sẽ có nhiều hình dạng khác nhau, và có một số loại chất nó cho ra tinh thể dạng sợi bông, nhìn rất là đẹp, có người gọi là hoa u đàm. Ở trên báo thì cũng có một cái dạng khác, người ta cũng gọi là hoa u đàm, nhưng mà nghiên cứu kỹ thì nó lại là trứng của một loài động vật. Bây giờ thì mình sẽ nói về việc có bỏ cái tinh thể vào trong hồ nước được hay không. Thì nó tùy thuộc vào loại tinh thể. Như mình đã nói, có nhiều loại tinh thể khác nhau. Có một số loại khi cho xuống nước thì nó sẽ bị hư, nó bị tan đi. Còn có một số loại thì không. Bên cạnh đó, việc hình dạng tua tủ của nó cũng là điều kiện để cho phân cá hoặc là mùn hữu cơ đó các bạn, nó bám vào, thì chúng ta sẽ phải vệ sinh thường xuyên. Do có rất nhiều loại tinh thể khác nhau, và mình thì lại không phải là dân chuyên hóa, cho nên nếu các bạn muốn chơi thể loại này thì tốt nhất hãy lên Facebook để tham gia các nhóm nuôi tinh thể để học hỏi thêm các bạn nhé. Ngoài cách tự nuôi nó ra, tức là tự tạo nó ra, thì các bạn cũng có thể đặt hàng ở trên Shopee, Lazada, đầy luôn. Các bạn cứ tìm ví dụ như là tinh thể hoa u đàm chẳng hạn là nó ra đầy. Ngoài ra còn có nhiều dạng tinh thể khác nữa, với các hình dạng và màu sắc khác nhau nữa. Các bạn cứ lên Google tìm cách nuôi tinh thể là nó ra quá trời luôn. Vấn đề tiếp theo đó là thử nghiệm trồng hành tươi ở trong hồ cá, tức là lấy củ hành trồng. Thì chúng ta biết là trồng củ hành lúc đầu nó lên đã lắm, nhìn nó sướng mắt lắm. Nó nhiều khi chúng ta chỉ cần để nó ẩm ướt 1-2 ngày là bắt đầu nó đùn cái mầm lên rồi, và càng lúc lá nó lên càng xanh, nhìn rất là tốt. Trước đây mình cũng từng trồng rồi, và có một số vấn đề nó xuất hiện mà mình nghĩ là mình nên chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, đó là lúc mà nó còn nhỏ nó lên nhìn sướng mắt lắm, nhưng mà khi cây hành nó cao cao, cái lá hành nó cao cao một chút á, thì có hiện tượng là nó gãy gập lá, chứ nó không cứng cáp như là lúc mà cái hành mà mình mua ngoài chợ. Đồng thời, theo thời gian thì cái lớp vỏ của cái củ á, cái vỏ tím á, nó sẽ thối dần đi, và nó làm cho cái nước nó cực kỳ là khó ngửi. Với lại, nếu mà các bạn trồng theo cái kiểu là khoét một cái lỗ rồi nhét cái củ xuống á, thì vài bữa nữa nếu nó có vấn đề gì mà chúng ta cần phải nhấc cái củ lên á, thì nhét lại cũng hơi khó khăn, bởi vì nó sẽ vướng rễ. Nếu mà chúng ta nhét không khéo, cái rễ nó gãy á, thì vài bữa cái rễ nó thối đi. Một số rễ thôi chứ không phải là hoàn toàn, thì cái nước hồ nó cũng bị ảnh hưởng. Theo ý kiến cá nhân của mình, nếu các bạn vẫn muốn trồng hành thì chỉ nên trồng chơi một thời gian ngắn thôi nhé. Tiếp theo là một bạn câu được một con cá và hỏi nó có phải là cá hổ hay không. Thì câu trả lời là đúng rồi, nó là cá hổ. Và nếu mà bạn muốn bán thì cũng được thôi, nhưng mà giá nó mềm mà, nó không phải là mấy dòng cá hổ ngoại nhập đâu. Một bạn khác thì nhổ được một bụi cây. Cây này là trồng bán cạn rồi nè, khá là dễ thương, và hỏi xem là nó có phải là cây lan nước hay không. Nhưng mà rất tiếc, đây không phải là cây lan nước, đây là cây kèo nèo, tai tượng. Trồng nó ở trong hồ cá cũng rất là đẹp, nó cũng có tác dụng trong việc lọc nước. Đấy là chưa kể, ở nhiều nơi người ta còn chế biến nó để trở thành thức ăn nữa. Tiếp theo là câu hỏi trồng rau má ở trong nước có được hay không. Câu trả lời là trồng được. Và những cái tàu lá này này, nó có xu hướng nó vươn lên mặt nước. Bên cạnh đó thì nó cũng cần một lượng CO2 kha khá đấy các bạn ạ. Vấn đề cuối cùng là có một bạn nhờ tư vấn làm gì cho nhanh trong nước, chứ hồ gần một tuần rồi, nền là nền đất ruộng. Có một cách rất là đơn giản, hơi tốn nước một chút xíu thôi. Các bạn hãy đặt một cái bịch ni lông lên mặt hồ nước, sau đó lấy vòi nước mở nhẹ nhàng thôi, cho nước nó chảy lên cái bịch ni lông đó và tiếp tục tràn vào trong hồ. Thì từ từ nước hồ nó sẽ dâng lên, nó đầy luôn, chúng ta sẽ cho nước nó tràn ra ngoài thoải mái luôn. Và nhớ là vòi nước mà chảy càng nhẹ nhàng thì càng tốt, bởi vì nó sẽ tránh làm khuấy cái bùn ở dưới đáy lên mà. Rồi nước nó tràn đi á, nó tràn ra ngoài á, nó sẽ kéo theo những cái hạt bùn đang lơ lửng ở trong nước. Và sau khi tràn một lúc khá là lâu thì nước nó sẽ trong veo lại thôi. Sau khi nước nó đã trong veo rồi á, thì chúng ta có thể tiến hành cho thêm một chút vi sinh. Và nếu mà ở gần nhà có tiệm cá nào
mà họ có bán chuồn chỉ á, thì chúng ta bỏ thêm một ít chuồn chỉ vào trong hồ nữa thì càng tốt. Mình xin kết thúc video ở đây. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện khác thú vị nha các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn.